bạn chứ nhân ở thưa thầy mến là gì mình lon một vía nít cho nhân mừng mừng hai như nạ ca môi múa tay dân thua ít là chân chi bị đổ tục ở dương ai thua luôn ấy xin dịch thuật ban tiết đã nằm đang tới mấy đấy cuối cùng
Đấy, nó đang trong phòng luôn. Mình lối ra vào mình chết cái chết cái ca tham gia ta tổ lúc ra nữa. Mình đã tiêu hấp là anh đã khiến mình đây là nó là đẹp hai một hai. Hiểu ấy quá không có được. Mãi ở quán đang cái đây là sợ bái. Mà nhìn thật lọc từ nhà xài mến chân tìm mũi cái dương trời miền làng AD hay năng config bởi vì chân đạt domain name chung lần này năng Chrome năng hay bật cát OU, sub OU, group hay năng là sang user show group mà. Bà dân trách mơ mà start chân lock user chế cái dân ạ cho thư domain mang tê chân dân tỏ dân lock off sáng AOV máu chân dân trách control A delete nè, hay dân cho user administrator ní cái đầm nặng cái này mỗi cái dương tre đồ phần miền là bot server tiền IP tiền computer name mà tiền time zone như thế cho những ai chơi lơi local này máu dương cho start up server manager anh chơi lơi local mà đôi chỉ computer name này giờ toàn màn đồ chân đôi chỉ IP mà cho những ai đã máu select lơ vía đoàn tiết bài đại hai dương lơ vơ mình lại chơi năng máu dương chạy lơ IPv4 ní bài đại dương đặt IP click lơ vía máu hai dương right click lơ internet vô property hãy đo IPv6 hay dương chạy cho IPv4 này dương property má dương đặt IP xin rồi thôi dương đặt mà rồi tại pi mà rồi hỏng bấy và đuôi thò đọc muối chết pi nhưng mà DNS DNS có dương đặt ở đâu trong IP hàng lơ này xin cho OK bản chất là cái assign IP bao dương cứ mà dùng ai chờ swing ro chơi má và refresh viết và dùng bàn IP nơi computer name mà trên chạy lên computer nâng máu mà cho change hãy đã máu thôi chúng đã tha SVO mà bay đọc buôn lên được
hay cho chỗ ok nè. Chứ nhưng mà toàn cho chỗ này thì nhưng đâu tham dồn này trở ở hai mà mà dùng cho chain tham dồn chứ nhưng đã tham dồn này trở cho mỗi năng bật tế cam chia dưỡng cứ bốc xôn xôn bật nè. Nè chứ nhưng clock đấy clock đồng bày đi start bắt đầu chứ mà đi start nào chúng auto vi lock cho user chmua chênh mịch ni chênh nhưng sign out hay chúng lock user nưng chào chúng ở trơ ca prao user nưng ni mẹ nên ñom aj chích explorer hay ñom ani ñom tới lock profile quat sân mẹ ñom chích lơ advanced user profile chúng user trên mình nhé nhầm lục chào lục profile chào đó này anh ấy trâm lục profile lên toàn lục user này bạn chắc là lấy dương lục user mà đón bạn chỉnh chạy lơ nên hang máu PowerShell chứ nhưng mà cd slash là bị đám chứ mà từ xin net user chân net user bên này dương mơ được không mà xin nó min user và màn chân đồ thôi này user mới nè dương trong lục chào chân hiện tại click lên năng máu edit cho copy chân nhìn từ xin net net user hay path user nâng chỗ right click nhé này đó mà slash the delete enter chẳng cả lục user mà dẫn cứ chọc mà dẫn ai ta sẽ net user là quay nằm bay mới mà user trên mấy cái dẫn bàn lục hai dẫn clear screen đấy chẳng net user bạn hãy dẫn mở net user delete này nó mà để thay dẫn delete user này chúng sẽ lại hình ảnh clear screen và những minimize tới đồng bày tục càng nghiệp sẽ chẳng ở dương thưa ca đầm lan domain chẳng đau dương add role về dương trạch lơ server mà để chớ dương lưu mình nét hay add role and feature tầm bắt dương click này lên nâng cả bán dương click này lại này cả bán này đối khi này bà nịch má nịch tiết bà chẳng dừng click nè lỡ Active Directory Domain Service hay dừng thích DNS hả hai đấy bà Active Directory Domain và DNS nè nịch tiết dừng trơ cao service một tháng nên thích tới bà ọt tới dừng nịch tiết nịch là hột nữa chứ nhưng thích đi start auto có bờ sân thì việc đầm rỡ ca đi start nhưng ai ở vì đi start không về chứ nhưng rong trăm thì dạp về môn nịch ti được gặp bị bay nịch ti tới Asrailer server bờ sân thì server bờ dưới nắng vì miền server năng vi tiếp vi IU như thế capacity và vía nè được còn là không network bao giờ năng miền computer chán có vi dư tài chẳng phải là từ lãng đo mà đón cứ dân tới tìm tiền từ cả riệp chọn bảo viên nó ai năng du đài
là cái tờ lang mọi giờ nó cứ sai sai hay chẳng vi tìm tia giờ nó mà close mouth chẳng tầm nãy cao này cứ dân tra promote server và dân ai chỉ refresh server đấy chẳng dân chốt nửa lơ à notification nó bị phải rạp thả tra thua ấy tiệt to tiệt chẳng vì ai dân promote đã nửa lơ kế promote this server to domain controller mà chẳng dân chốt lơ viên máu chẳng dân domain mà dân cứ thầm mày chẳng đại chúng mua cho name rồi bọn lại ní cứ bây giờ từ lọt từ cái lại mấy bạn đã đặt chúng mua domain chúng mua rồi bọn này chẳng đặt chúng mua ai nhưng máu nó không crom nữa ô tô hoa đặt chúng mua nhom dot dot com như vậy này bạn chẳng là bạn cực rõ nhưng ai chơi ở server VPN là PO2 mà giờ có cuộc chứng kiến tới thì dân tờ mới dân thử đặt password tại đậm nạ cao lý việc gặp bông tại prefer mà chứ như đặt password mà giờ toàn bạn đặt password administrator đấy chẳng như thử đặt password administrator hay chẳng như ai chơi từ PowerShell hay dân đặt comment net user dân user và dân cứ mình này ghét administrator và dân click via má hay off dù mà off hay dân right click nó thằng lỡ edit dù biệt thật copy hay dân say net user hay password dân đặt password rồi thôi đặt thả password admin 127 anh nó cứ đặt password user tam giờ comment và tiếp cứ nhóm trong ở tờ c nên mới tiếp cứ net user đặt thà với cái user administrator nó admin set nâng cao tầm la domain ban đặt tờ c slash password chụp pí yes này cài policy đảm bảo ao admitter nâng admin set nâng ca tầm la ông bàn chân xa xe tầng ở hai là chân comment này dương anh ấy đã đặt password admin anh ấy đồ set đồ policy để ai admitter nâng ai tầm la domain bàn hay tam bất bổ sung gì dương tầm la ông thò mà đá thân thò mà đá mình chậm bạch vai anh ấy thì tại là sao mình sinh nhóm về auto vì ô tô tới vì client thì chỉ một sân của workstation thôi mà đà cho những đặt password mà bây giờ dương ở nế nè đúng mẹ nhân miền tài nhà hát dương trong restore ấy dương vay password đang mở cho những thời trăm chúng đặt đôi admin tới cho nên còn nếu như ta từ nè nè từ patrol và điền F vào chỗ đó nè chẳng việc tìm tìa dương đạn chẳng dương mạch thay giấy tế cứ dương còn là chuẩn lịch và to tới bạn cho domain vào dưới chung mua phần này và lịch tiết lại những cái database tốc robot Active Directory nơi không đại C được chưa lịch C được có script ấy dân đạn được không nào dừng lịch tiết và chân dân ai lịch tiết chân là lại đi bởi sinh thì dân miền ba nhà ha được khoa khát lại nhà mối viên trên nhà lợt mi xe thì hợp thả nâng miền ba nhà ha tức là ba nhân từ ủi đó đôi chi ở đạn password editor thế đưa có
chụp à cái price policy này mình nhỉ, nhưng tôi xem mình nhé nè, mùi nè chẳng cần là đậm nạ cao miền error nơi đậm nạ cao đấy, dừng ai vừa tìm mũi đặt password admin chẳng dừng ai mơ ca này nuộm mà mơ ca này nuộm đây cái prap đây không phải mình sẽ bọc này nè bạn chứng ca tình lãng mà dừng prepare pre-requiting check success install mà chẳng install máu chứ như rong trăm giả phê mùi cái của pi này ti đó ta phải nói là hay bạn chẳng vì tìm tia restart thì tia bị restart đấy xin cảm ơn tất cả đồng bến cứ vì promote cứ vì tất cả rip trump server làng vĩnh chẳng vì restart đấy mình này là người đi bộ,
Bạn sẽ nhờ log in mà. Bạn dùng log user một chút cứ administrator mình. Cho nên từ lập mà bờ này mình vẽ từ nạ ca thì mỗi cái dùng bàn vừa hái anh mạ ca thì pí OU sub OU group cho nên chọn là tool activity user and computer bà phải lia domain nâng máu chứ domain mà dớn cứ ban từ là chụp chơi hái nếu cứ chia bỏ miền sập mà miền đang group miền đang user chẳng user này cứ miền sập thom chừng kì chừng ai mở bán ta quạt miền sập mấy class chừng ai mở được non member on này bỏ click lưu user hay chừng thay lưu member on má cứ miền sập chẳng đôi chuyện domain admin này anh đang thom chừng kì mà in the fry đấy chẳng đợi chẳng ở những ai bắt cá OU thì mới nè right click nên lượng máu do OU dẫn ở mua dẫn ở thó và all và đã chân mặt chân dân ai bật thích như ca delete điện tử và còn ở kia delete ở OU tới sao thế bật tiền user bật tiền group dân dân bật ca sub OU tiền thôi nhận thá account office nhưng mà mình tiết đôi chia OU tiết đã má ấm IS office chơi thôi nhưng mà cắt pi chẳng chắc chắc không mà OU nhưng ai mà cắt group user đấy select lơ OU hay nơi thằng lớn ấy mình đã thá create user screen điện tôi tích nhầm ad ở việc thông tích thông ai hết bản năng và select lơ account đang hãy dân check create group đã mất thá account ACC dân máu group và card user dân click lơ nâng máu select lơ nâng hai dân chọn lơ hàng lớn thì mình phải thác create user click máu
thôi đã thả đá đa ra user login đa ra bà dừng lại tiết máu chẳng password next finish chẳng add user cho group dương còn ở đọc bọc lệnh lưu group member anh add màu cho mua user cho mua ghế đa ra cho check name đi máu hay cho chụp khi dân user nó cứ được không group account này dân đó bây giờ mũi tiết khang đi với khang ông ấy nhưng mà anh bật cả group user mũi cái đã thả ấm is group ok chứ một cái group ở mà admin mua tiền administrator nhưng mà bản chân ở group administrator mà nên hai nhóm ai group mới nắng cứ miễn sức là raw user là miễn được không group administrator cứ gọi là miễn sức vừa thông màn vừa thọc group cron tiền server group cron được client chẳng còn là nhóm châu lơ âm mại e nắng hay nhóm cho member of mình là quát nó khá nóng cron mùi tiền chứ nhóm ai quát cho nó khá nóng cron để thông cái đủ domain ad admin chứ nhóm cho check name á này giờ apply ok chẳng là lấy nhóm out user P user mới nó không group này user mới tiết nó không group này và chẳng nhóm bật cả user máu mà chúng ta một tổ là chẳng máu bạn nick này giờ đặt password bạn nick finish chúng nhóm ao user nó quạt trâu nó khá nóng âm ai cái đồng chạy lượng member à, member hay add chẳng là user tậu là check name hay ok mà tầm mà tiết cái dương và cao user mới tiết đầy miệng ai quạt trâu nông group đi âm ai này và dừng bạc cát má và đặt một nhóm như chờ và nick đã tha password never dừng đã mắc password chẳng gì tôi tới cứ dừng thích cho password never nữa finish chính our user nó cho group này user check apply ok chẳng user để mình sẽ thống cứ user ở MCA này cứ user để mình sẽ nâng ca join domain nâng ca format HD format fly nữa không user mỗi lần nghe user mùi nè đại xa quát cứ chia bài hát quát nó không group để mình sẽ thông chắc là đầm nạ ca là ní và đầm nạ ca thì pi cái thứ ban là cho thấy nạ ca thì bay thì đó cứ change policy nhắn nhưng tờ lọc từ server vẫn change policy đầm bay đô policy bán này anh hay cho lên server để chớ cái tool hay cho nó không ai ghé group policy này cho mình bà dính phần lia nâng máu domain nâng máu bà click lơ phần lia lơ domain phần lia lơ domain bao giờ anh dính click lơ default nè
ចឹងវានឹងកត់ត្រាទុកហ្នឹង query ដល់មកមាន policy ខ្លះដែលកំណត់អាចចុច add យើងចុច show all មកអានឹងវាប្រាប់អញ្ចឹង policy របស់យើងឧទាហរណ៍ឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹង password បាទខ្ញុំឲ្យគាត់អាចដាក់ password ធម្មតាបានខ្ញុំឲ្យដាក់ password complex អញ្ចឹងយើងចូលតាមណាបាទយើងចូលតាមនឹងមក computer config policy windows setting security account and passwordអញ្ចឹងយើងចូលតាមនឹងមកគឺគ្រាន់តែ right click នៅលើ edit ណានៅលើ default វាហើយយក edit នេះយើងធ្វើការកែប្រែចុចលើ computer config policy window window ហើយ security settingទីញហើយ account ហើយ password ទី1គឺ length បាទ charter y binary y password ហ្នឹងប្រមាណនោះថលេងដាក់ថា0អានឹងអាចដាក់ length password បានបើខ្ញុំដាក់3បើថាទៅ y ឲ្យបាន3 charter អញ្ចឹងខ្ញុំយក0នេះចុះអាច length បានcomplex ចាយើង right click យក property ទៀតមក disable complex ចោលបែរថាអត់ប្រើ complex password ទេបាទចុងក្រោយគឺយើងត្រូវ refresh policy ហ្នឹងដល់ចូល cmd យើង y g p apps dat / false បាទ enterបាទនេះវាកំពុងអាប់ដេតហើយអាប់ដេតជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងមកដំណាក់កាលមួយទៀតគឺបង្កើត quota ហើយនឹង log on script អញ្ចឹង quota ទៅយើងថែម service ទៀត script log on script យើងអាចធ្វើបានហើយគ្រាន់តែយើងសរសេរជា script ដាក់ចូលទៅក្នុង profile user ទៅបានហើយបាទ policy អញ្ចឹងយើងអាច refresh មើលទៅសិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណា so all បាទយើងបដូរ policy ហើយ password អញ្ចឹងយើងអាច close ចោលទៅយើងលើកប្រើហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម quota ទៀតអញ្ចឹងយើងចុច manage add role next ទៀតnext អញ្ចឹង service ដែលយើងត្រូវបន្ថែមគឺ file បាទ file server resource manager បើយើងចុចពលាលើ file server and storage ហ្នឹងមកហើយយើងពលាអាហ្នឹងទៀតយើងធីកយក file server resource manager នេះដើម្បីធ្វើ quota និចទៀតបាទនិចទៀតទៅយើងអាចធីកអូតូបើសិនវាត្រូវការ restart install បាទការ install របស់យើងគឺជោគជ័យហើយយើងអាច close ទៅអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងធ្វើការបង្កើត quota តើយើងមានទីតាំងសិនអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះអាចទៅបង្កើតតារាយមួយមកដោយចុចលើ tool computer management យើងចុចលើ dis management នេះមក
chứ như ở Stringer Patterson mới tiết mà cụ thôi giờ mà phải pram chi tiết phải pram chi những ai con đó cứ pi pon pram rồi nhỉ pi mến pram pon bởi những trong chút ba món những ai cho ca cả letter mà kể niệm á bà do mà bón phải bốn con nào ấy phải phần gì à, bì bón phần em rồi cùng bì mến phần bón của môi rồi sering bà chân dân ban ở anh đi hôm mà một phải làm chí dân ai đã click là anh locate vô new anh next tiếp next là hốt đầm bay ní dân đã mua máu rồi thôi đã thả data next tiếp và finish chân dân ban ở Patterson mới tiếp để ai đặt ai cái xa bán chân đầm bay đôi chị hôm rái có dân đặt được không năng đảng chân dân châu được không ở ti tăng năng máu chạy explorer chạy lên drive e thôi những bậc folder mới tham gia group chrome nâng và đã thả home drive bạn chứ nhưng share vía rồi lại click lên nắng cho bịa tha property hãy share hãy advance share hãy click lên share má hay dừng đặt đó là remote đặt trong crowd nhé đặt trong crowd ha nắng đầm bay giấy đầm bay lẹ thì chạy lên permission hay everyone nắng full control I apply apply ok นี่คือจะพัดสำหรับเสียดันเลอโฮมได้เลยนะแล้วยังไงดันจะโปรไฟล์ละหายยังคัปปี้พัดนั่งมาไปยังโจลเดอร์ขนมยูเซอร์เวงผู้ทอยยังดันเลอโต้ลานี่ดับบล็อกคลิกมาจะเลอโปรไฟล์ยังไงโจกันเน็ตยืดไหล่สัตว์นั่งม้าให้พานั่งโจลยังด่าพารามิเตอร์ทำไมคอลหาคือฮีโร่ยูเซอร์ยูเซอร์เนมนะให้บัตรฮีโร่เองยังจดอัพลายมาแล้วยังถือการประกาศโควต้าโควต้ายิงโจนเลอร์เซิร์ฟเวอร์ไหนเจอจดเลยเจ้ทูลบ่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งไหนเจอบ่าจดเลือกโควต้ามันจะมันโควต้าโฟลเดอร์ยังยิงประกาศมาคือไรคลิกเดินเดินนั่งมาเลือกโควต้าติดตั้งคือเนื้อขนมแต่ไหนแต่ไหนนะอะไรอีอันนี้ขนมโฮมกับโฮมอะไรยังเอาแซมพอลไปยังดูเท่ายังจะใบชี้เมียนี่เราเนี่ยอันเมียนี่แซมพอลไปยังยังอาจจะคอสตอมไม้บ่าให้ยังด่าโอ้เท่ายังจะกลมรูมวยนี่จ้ะอายังโยวิเคราะห์จีโอทอยน่าทำใบจี notification
nó có thể là lợt đấy. Bây đại user pra ban 85% rồi, cứ bây giờ lợt. Chị ok mà, hãy create. Chà này bị tìm tiêu dưới nâng sell template. À đi dưng bằng cách mà nhắn top art. Chị nhìn đạm áo của họ đã thật lý limit 3 GB nhưng mà bà chị ok mà. Và chân bà toa mà tiếp quota bà dân cứ ban ở thứ 2 vậy. Bà dân ta lọc tới với cứ quota lọc on script, nè lọc on script một tiếp. Chân là lọc on script cứ dân ta phải cắt script. Nè, chân những ai bạc nốt hết mà. Dân vay lấy dân là toàn mình tí tăng thư mẹp dài. Chẳng nói này ai bà cao tí tăng mẹp tài rãi mùi. Đã bây giờ mà bà lọc on script. Chẳng nói này ai cho tư tí tăng nào mùi hay dương bà cao folder mùi mà. Thôi thôi chúng ta thả document. Bà nhầm mở share mà. Bà advanced share. Nè, à ní dư ạt xe lẹ tí, dưng xe thầm ở đà. Bà dưng chơi lưu permission. Bà đô la thầm bắt dưng đạn, thầm bắt nét thế cậu văn ấy. Nè, mày đẩy. Apply, ok. Chân ní cứ tí tàng, dưng copy viết tục rồi ná. Lọc mà chẳng nhìn từ xe batch batch script nhưng chụp phải comment net use đó try try ấy cái là dân mơ nóng đấy cứ miên try ấy khá hay w x z in a y hả. Chứ những đại đại T đấy. Net user thì chọc P tí tàng. Hãy cho mà sell. Anh sẽ đặt lên desktop nhưng mà ai giờ all file. Tôi sẽ tha map. Net dry dot bat hay sell anh ấy đã sao bị mình chuẩn chẳng refresh cháu lắm rồi những sản là bóng mới ra script nó đang làm đáng dừng ai cho từ tí tăng để dừng sell mà nhấn và đi script này ai dừng là bóng lịch mới ta mình dry tay ẩn chỉ lưu công gì tớ mình dry tay này chẳng ở phần năng đa nữa script ở tên nào đây cứ dương trở tại copy script này đặt đây nè trải xí nó ngay tiếp nóng window system sampi driver bà chơi lơ driver nâng máu hay là khăn ATC hay dân ạc bạc dân bạc nốt hẹt môi máu chơi start
Notepad bài dân tiên học pha lăng đạm á khó hoài nè cứ dương ạch châu lời nâng đế dương châu lời nè đâm bay pass script á lại xí si vol rồi si window hay nắng si si vol hay khi nó si vol tiết hay domain nó click lên máu hay script hay dùng pass rồi dân dân iso extension máu và hay dân copy name biết lại click vô thì name copy cho nên ta lập từ mua user bình mà dựng ai chơi lực profile là dựng pass script này chỗ apply và mấy này tụi là này cho nên đã lực profile hay log on script pass chỗ chẳng đa hôm nay rồi dựng mình là anh tên chẳng ở dựng ai do client nào mua giờ mà chuan cho mua nông domain và anh ấy cứ thời miền nông nạc ca như thế chứ thời miền client mua tiền chứ nhưng tập lọc máu dân rơ client mua máu ủa thôi nhưng do Windows 7 này dựng IP server và dựng lên mà làm được IP là không phải chết bà chắc những ai tập lọc mà mơ đó ta IP dựng máy thì ai chơi lên server mà chết hay chơi lên lọc kho mất khơi nhỉ mà đi cho control and delete lên client vậy em đi tờ nâng má bạn chân nằm nạc ca đi muối cứ dân tờ chuẩn mẹ ở đi đại IP thì mẹ score server dương property lên network đồ resolution là thông bình tới và network và giới là lấy dân châu làm với network này rồi chi lên năng máu open đó này hãy chạy lơ adapter chất setting hay property lơ LAN năng máu hãy select lơ IPv4 nhưng là IP ở trời dùng mỗi tháng đồng đá vì mình chỉ là cái này chơi chắc nhìn cho ta stick mà như vậy mà rồi cái IP mà rồi hồng bấy đọc môi chết thích buồn nhưng tới xăm đẹp mà nhìn e nhìn e mà đọc môi chết thích bì loss chẳng ở nạ ca môi tiết cư dân tờ test CMD bản chân dân thiên IP server và dân sẵn judge man p defly hay chẳng nằm nạ ca môi tiết dân thiên tờ domain mà đòn hỏi ở hỏi dân dân cho anh tèm ở đó dân dân khó it's
controller property computer I to change I change tiệt thế giờ the domain hay dương vai domain bây giờ chắc password đi password đây kế mà bị nè bà admin là lỡ domain nè password mới nè user mới nè chắc tạm bắt dương do user mới nè nhưng mà cho anh cả ba này nè user mới nè tại sao còn mình sẽ mà admin và chúng anh pro user nâng máu sẽ say hay chắc gì tôi tới nơi cả lại ca nghe ghế cái ta miên ở bên nam mà sân khai ăn nó thờ cho anh mọi domain lọt máu restart cho nhóm ai chờ test user tổ la đi muối đây nhóm bạn cầm nốt lòng on script hay nắng ở quota bà dân chơi control a delete bà dân switch máu đã chung mua user tôi thấy tội là password hay chơi vì má bà này lớn là bóng cứ vì ở đâu password này là ABC S mỗi bi bầy lỡ dương máy với data password mỗi bi bầy má của bà này nên lên nè bà bà chứ như ai cho từ Explorer là mấy mớ bà nè khuyên miên là write cứ write document hay nâng write z cứ write quota chân space viết nó sao mà anh khuyên nó sao tạo bay chi á chân đầm nạng ca thì mùi nế cứ ban ở chọc sập cổ bày chẳng là dân ai chúng ta đi sân chẳng là nạ ca đi phí ní cái dân ai thua tỏ